Vào ngày này hàng năm, tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc sẽ cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn ở cấp độ toàn cầu. Sáng kiến của Việt Nam về Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh được đưa ra đúng vào thời điểm đại dịch COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh mẽ và gây ra những hậu quả nặng nề cho nhân loại, nên đã nhận được sự ủng hộ và quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong lịch sử Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc thì lần đầu tiên Việt Nam đã dự thảo một nghị quyết và được 106 nước đồng tác giả, là con số rất kỷ lục về đồng tác giả của một nghị quyết, và nghị quyết thông qua đồng thuận, đánh dấu một dấu ấn tầm vươn lên của đối ngoại Việt Nam, ngoại giao Việt Nam trên diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh bằng việc tổ chức hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, kết nối với 63 tỉnh, thành phố và 700 cơ sở y tế. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay, kêu gọi đối với tất cả các nước trên thế giới trong vấn đề về phòng chống dịch bệnh. Thì chúng tôi tổ chức cái hội nghị về phòng chống dịch toàn quốc cũng là để hưởng ứng cho cái ngày thế giới phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 hàng năm, và các năm tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành tiếp tục tổ chức cái ngày này. COVID-19 đã để lại bài học rằng thế giới đã không chuẩn bị sẵn sàng cho một đại dịch toàn cầu. Tất cả các quốc gia cần đầu tư vào năng lực sẵn sàng để ngăn chặn, phát hiện và đối phó dịch bệnh. Đại dịch COVID-19 đã chứng minh không thể chống một đại dịch toàn cầu bằng nỗ lực đơn lẻ của từng nước. Chính vì vậy, việc thông qua nghị quyết lần này càng trở nên có ý nghĩa hơn khi nó nhấn mạnh hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương trong ứng phó với dịch bệnh. COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng. Chúng ta không biết chắc chắn một đại dịch nữa sẽ xuất hiện khi nào và ở đâu. Bằng cách hưởng ứng nghị quyết này, tôi tin chắc rằng thế giới sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn để hỗ trợ phục hồi và tăng khả năng sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh tiềm ẩn trong tương lai. Trong bối cảnh đại dịch vẫn đang hoành hành khắp thế giới, dư luận quốc tế ấn tượng về một Việt Nam vừa là ngọn hải đăng trong chống dịch COVID-19 và điểm sáng trong tăng trưởng kinh tế, vừa đóng góp chủ động, tích cực hợp tác, chia sẻ cùng cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19 và các dịch bệnh tiềm ẩn trong tương lai.